Ở đây cũng là cái chỗ làm đường thốt nốt, hai ông bà làm bên đây nè, anh đến đây một phút rồi, ông con đã cây dưới làng lên núi ở, ở cạnh trước nhà ông là đẹp không? Cuộc đời là giấc mộng đêm, đôi khi cảm giác cũng êm đềm, còn lại lo âu và tính toán. Hiện tại tương lai có những gì? Cuộc đời là giấc mộng say, đôi khi mong ước giữa ban ngày, còn lại đương theo cùng ý thức, thiệt hơn được mất với mọi người. Ta say mê trong cõi mộng phù du, như con thiêu thân lao tìm tới ánh đèn, rồi tan nát phải nhận ra thì đã hết tuổi xuân tàn. Đừng ngắm cảnh đồng hồ. Cuộc đời là chưa hợp tan, đây trong rừng duyên luôn. Thân mãn cũng phải tàn, từ biển ra đi trên đường vắng, một mình ôm trọn nghiệp xưa trên núi luôn. Đây cũng là cái chạy đường nè. Cuộc đời là giấc mộng đêm, đôi khi cảm giác cũng êm đềm, còn lại lo âu và tính toán. Hiện tại tương lai có những gì? Tại sao vậy nhá? Là anh tin nói chụp đấy. Cuộc đời là giấc mộng say, đôi khi mong ước giữa ban ngày, còn lại nương theo cùng ý thức, thiệt hơn được mất với mọi người. Ba, những con rồng to tích yêu thân lao tìm tới ánh đèn, rồi tan nát. Phải dừng chân coi dừng luôn rồi dừng mất. Đừng ngắm cảnh đồng hồ. Cuộc đời là chưa hợp tan, nhân duyên thân mãn cũng phải tàn, từ biển ra đi trên đường vắng, một mình ôm trọn nghiệp xưa nay. Từ biển ra đi trên đường vắng, một mình ôm trọn nghiệp xưa nay. Bà cụ còn 101 tuổi. Từ biển ra đi trên đường vắng, một mình 101 tuổi, miền mặn đấy ha. Một mình ôm trọn nghiệp xưa. Thấy sói cái mơ tới là nát cái tàn nát cái chuối máu khiêm vô mà chun kiếm mà nó đã thọt sải chứ. Mạnh chứ, mạnh đấy. Đấy, mạnh đấy, mạnh.
ở dưới ta phía nè dũng mà này mà à bay à bay à chị này là 60 còn ổng là 57 khi ông học ra mới đời là giấc mộng đêm đôi khi mà hãy cái cò mà thật là cò mình cò mình tự thân mình và nuôi con nếu mà lại mặc thì dương cò gì vô cùng lăng đồ gì đó nó miền đất mộng ra hà nam miền tây đôi khi mong ước giữa ban ngày còn lại đường theo cùng ý thức thiệt hơn được mất với mọi người đôi mà nghe già trong lớn một tuổi ta say mê trong tối mộng phù du như con thiêu thân lao tìm tới ánh đèn người ta nạt nhận ra thì đã hết tuổi xuân tàn đừng ngắm đường này là đường ra mỏ đá ở Ủ Lâm. Cuộc đời là chưa hợp tan, nhân duyên thanh mãn cũng phải tàn. Từ biển ra đi trên đường tới mỏ đá. Một mình ôm trọn nghiệp xưa nay. Ở đây cũng là cái chỗ làm đường thốt nốt hai ông bà làm ở đây nè anh mới đây phố mày ông con đã cây dưới làng là lên núi ở ở cạnh trước nhà ông là đẹp không đứa thái thì chọn thơ play bút trôi mỗi lùng nó nữa đây đúng rồi thôi lâu đâu có thư chóp sủa luôn thế bàn tay bự vô bàn lùi khá vô ở đây thì có bà cụ nè ông anh này ông nuôi nuôi bà cụ mẹ 101 tuổi bà cụ không có nhìn thấy vậy nhưng mà còn khỏe mạnh 101 con trai trên kia nó phun như mẹ cụ là già nhất ở Ủ Lâm nơi dương này nếu Ủ Lâm ấy ở Ủ Lâm mà bây giờ lên ở sát chân núi này. Nên là trước mặt này là cái núi luôn ngay mỏ đá Ủ Lâm hai vợ chồng già lên đây nuôi bà mẹ già ổng số ổng 65 hả ổng 65 57 ổng 57 và vợ 60 một mình ôm trọn nghiệp sữa ta lấy đá xuống luôn trời, đào nguyên cái hầm luôn, bên kia ở trên đó là nó vắng đá xuống cái dưới này nó có cái hầm.
đời là giấc mộng đêm, đôi khi cảm giác cũng êm đềm, còn lại lo âu và tính toán hiện tại tương lai có những gì. Cuộc đời là giấc mộng say, đôi khi mong ước giữa ban ngày, còn lại đương theo cùng ý thức, thiệt hơn được mất với mọi người. Ta say mê trong cõi mộng phù du, như con thiêu thân lao tìm tới ánh đèn, rồi tan nát nhận ra thì đã hết tuổi xuân tàn, đừng ngắm cảnh đồng hồ. Cuộc đời là chưa hợp tan, nhân duyên thanh mãn cũng phải tàn, từ biển ra đi trên đường vắng, một mình ôm trọn nghiệp xưa nay. Giấc mộng đêm, đôi khi cảm giác cũng êm đềm, còn lại lo âu và tính toán hiện tại tương lai có những gì. Cuộc đời là giấc mộng say, đôi khi mong ước giữa ban ngày, còn lại đương theo cùng ý thức,